Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng với ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Glycine đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Đây, bên trong các bạn sẽ thấy họ đóng gói tương đối đơn giản ha. Và chúng ta sẽ thấy một chiếc box rất là lớn đến từ thương hiệu Glycine, một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nha các bạn. Sẽ lấy hộp ra. Phía dưới chúng ta sẽ có một lớp giấy dầu đệm gói thôi, rất là đơn giản nha. Đây chính là chiếc box chính nè. Trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì Glycine được thành lập vào năm 1914 bởi Eugene Meillan ở Bern, Thụy Sĩ. Trong những năm đầu thành lập, Glycine chuyên về các bộ máy thu nhỏ, phủ kim loại quý và vỏ bạch kim dành cho phụ nữ. Vào những năm 1930 thì Glycine bắt đầu tung ra những chiếc đồng hồ tự lên dây cót của riêng mình và sau đó là đồng hồ Chronometer. Ngày nay thì Glycine đã được biết đến nhiều nhất với các mẫu Airman của họ và được đưa ra mắt lần đầu tiên vào năm 1953. Đây là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới giới thiệu nhiều múi giờ. Đó là những cái thông tin tổng quan về mà mẫu thương hiệu Glycine này nha các bạn. Và ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ bộ sưu tập rất là nổi tiếng của Glycine, Combat Classic. À, bên ngoài các bạn thấy là từ cái nét hoàn thiện chiếc bóc ha, các bạn thấy được cái nét cao cấp và cứng chắc của chiếc bóc này rồi, đến từ thương hiệu này ha. Những cái nét thẩm mỹ được đầu tư rất là cao trên các mẫu sản phẩm của Glycine. Bên trong mà chúng ta sẽ thấy đây, chiếc bóc chính nè, cùng với đó là những cái phụ kiện đi kèm như một sách hướng dẫn của Glycine, chiếc thẻ các bạn ha, thẻ này không có mộc, Glycine cũng không có giá trị ở Việt Nam. Rồi, mình sẽ để một bên nha, đi đến nhân vật chính. Đây chính là chiếc bóc chính của chúng ta, mình sẽ lấy nó ra ngay bây giờ đây. Rất nhiều phụ kiện, chiếc bóc cũng được hoàn thiện rất là tỉ mỉ nha các bạn. Mình sẽ mở hộp ra, bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta. Và đây là một túi gói hút ẩm rất là cần thiết đối với những mẫu đồng hồ có lớp mạ PVD nha các bạn. Nó tránh tình trạng ra ten cho sản phẩm chúng ta. Sản phẩm này thì chúng ta không có lớp mạ cho nên cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Đây chính là chiếc tag của mẫu Glycine ngày hôm nay. Trên tag thì chúng ta thấy những cái thông tin rất là đơn giản thôi. Mã sản phẩm GL0427. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung nha. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn. Và phía sau tag là chúng ta sẽ thấy logo thương hiệu cùng với đó là tên thương hiệu Glycine rất là sắc nét luôn. Đây sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nguyên siêu, siêu mặt nè các bạn. Đây, siêu đáy ha. Và chúng ta sẽ có siêu dây, siêu khóa nè. Tất cả các chi tiết còn được bọc siêu rất là cẩn thận. Trước hết mình tháo cái lớp ra, cái tắt ra trước nha, cho nó rộng rãi hơn. Kéo xuống đây. Rồi. Đây, nhân vật chính của chúng ta. Trước hết mình xin phép mình tháo lớp siêu mặt ra nha, cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ này. Mẫu Glycine ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên đầy đủ là Glycine Combat Classic Automatic Uniset Watch với mã sản phẩm là GL0427. Đường kính trên mẫu này sẽ là 40mm, thích hợp với các bạn nam có cổ tay khoảng tầm 16cm, lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày cho mẫu này sẽ là 11.5mm, một cái độ dày tương đối trung bình cho nam nha các bạn. Tuy nhiên thì mẫu này theo hãng sản xuất thì họ đưa ra đây là một mẫu Uniset, có nghĩa là cổ tay phụ nữ vẫn có thể đeo được với size mặt 40mm. Tuy nhiên cái độ dày 11.5 thì mình đánh giá nó tương đối là dày so với cổ tay của nữ châu Á, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta nha. Nữ Việt Nam chúng ta thì có những cái cổ tay khá là nhỏ, cho nên là cái việc mà cái độ dày 11.5 này mình nghĩ là nó sẽ cực kỳ nổi bật và nó sẽ phù hợp hơn đối với những bạn nữ nào có cái cá tính mạnh mẽ nè, thích hoạt động mạnh mẽ hơn, năng động hơn thì sẽ rất là phù hợp với mẫu sản phẩm này. Và với size mặt 40mm nha, một cái size mặt tương đối lớn dành cho nữ. Về phần kính thì chúng ta sẽ thấy đây là một kính sapphire được thiết kế dạng cong các bạn. Đây, nó hơi cong một chút xíu.
thiết kế rất là hiếm gặp trên những mẫu đồng hồ với kính sapphire cong. Kính sapphire cong thì nó mang lại cho cái đồng hồ khả năng chống va đập cao và nét thẩm mỹ tuyệt vời. Mặt số và khả năng hiển thị thì vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Nó cho độ nổi khối rất là bắt mắt đối với cái dạng kính kiểu cong như thế này. Bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng là chống xước hoàn hảo. Đó chính là ưu điểm lớn nhất của kính sapphire và khiến cho giá thành của nó cao hơn khá là nhiều so với kính khoáng thông thường. Và chế tác sapphire ở một cái hình dạng khác, vì nó có độ cứng rất là cứng nha các bạn, chế tác nó ở một cái dạng cong như thế này rất là khó, đòi hỏi mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức nè, giá thành, chi phí tiền công trên những cái mẫu sản phẩm nào sở hữu một mặt kính sapphire cong rất là đáng quý nha các bạn, rất là hiếm gặp luôn. Về phần mặt số, chúng ta sẽ thấy đây là một cái tông màu đen chủ đạo. Màu đen thì nó mang lại cái nét huyền bí và sang trọng, cùng với đó là thiết kế open head thời thường được trang bị trên mẫu sản phẩm Lysine ngày hôm nay của chúng ta. Có thể nói từ khi ra đời đến nay thì thiết kế open head hay skeleton đã trở thành một trong những cái dòng đồng hồ ở bậc nhất trong bảng xếp hạng rồi. Từ độ tinh xảo đến chất lượng nè, giá thành đến thiết kế đều được sánh ngang với những chiếc đồng hồ siêu phức tạp. Để làm được một chiếc đồng hồ open head cần đòi hỏi độ tinh xảo, phức tạp và cả thời gian. Vì vậy giá thành của những chiếc đồng hồ này không hề rẻ chút nào. Từng sản phẩm đồng hồ skeleton vốn được lòng của rất là nhiều quý ông có niềm đam mê với đồng hồ, đồng thời mang đến cái sự hài lòng tuyệt đối, niềm tin cho những người mới bắt đầu chơi đồng hồ và đưa ra cái quyết định mua đồng hồ nam dòng sản phẩm skeleton hay open head này. Đó chính là một trong cái động lực rất lớn để chúng ta đưa ra quyết định sở hữu một chiếc đồng hồ open head thời thượng. Và ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một mẫu sản phẩm như thế trên thương hiệu Lysine, thương hiệu rất là nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Về phần cọc số, các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cọc số Arabic rất là dễ đọc. Đây, các bạn có thể thấy ha, nó hơi chìm một chút xíu vì cái tông màu đen chủ đạo trên cái phần mặt số. Nói về tông màu đen thì đây còn là một cái tông màu rất là được ưa chuộng trên các mẫu đồng hồ nha các bạn. Với mọi điều đồng hồ thì rất là ưa chuộng màu đen và tông màu trắng, đây là hai tông màu rất là an toàn. Đặc biệt tông màu đen trong quan niệm hiện đại nó còn đại diện cho sự giàu sang và quyền lực nữa. Các bạn có thể thấy một tông màu được sử dụng rất là nhiều trong thiết kế. Tông màu đen thì các bạn dễ dàng kết hợp với rất là nhiều kiểu trang phục cũng như là sử dụng được trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét thanh lịch sang trọng của mẫu đồng hồ. Về phần thiết kế bộ kim, các bạn thấy này, bộ kim chức năng chúng ta vẫn được trang bị 3 kim chức năng đầy đủ ha, giờ, phút, giây, và được thiết kế theo dạng lá liễu rất là tinh tế nha các bạn. Rất đẹp luôn, một cái thiết kế khá là cổ điển được trang bị trên mẫu đồng hồ này. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có tên thương hiệu cùng với logo thương hiệu nè và dòng chữ Automatic nói về bộ máy bên trong. Thì bên trong khung vỏ này chúng ta sẽ được trang bị cỗ máy cơ khí ha, có tên là GL224 cho độ trữ cốt khoảng tầm 38 tiếng, đủ để các bạn có thể hoạt động thoải mái trong vòng 1 ngày. Đây, và vấn đề lên cốt thì mình sẽ lên, các bạn có thể chiêm ngưỡng được cái bộ máy bên trong hoạt động và cũng như là kim dây chuyển động ha. Đó, chúng ta có thể thấy kim đã bắt đầu chạy rồi. Và bộ máy bên trong này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng qua cửa sổ open head này. Rất là đẹp, cùng với đó là một chân kính đá quý nằm ngay trung tâm. Cực kỳ bắt mắt nha các bạn. Một trong những cái thiết kế rất là đáng đồng tiền bát gạo trên sản phẩm Lysine ngày hôm nay. Nói về viền benzen cũng như là khung vỏ và dây đeo, chúng ta đều được hoàn thiện hoàn toàn từ thép không gỉ 316L. Một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có đặc tính là chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Ở bên cạnh đó thì thép 316L cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính rất là quan trọng đối với các mẫu đồng hồ cơ khí nha các bạn. Đặt cái vấn đề từ tính á. Viền benzen chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng toàn bộ luôn, mang lại các hiệu ứng bóng bẩy cũng như các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn. Đây, rất là đẹp. Viền benzen này mình đánh giá cũng tương đối mỏng nha, rất là dễ đeo. Khung vỏ thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mạnh mẽ hơn, nam tính hơn với những cái chế tác đánh phay xước, xen kẽ với đó là những đường chỉ vác đánh bóng như thế này. Tạo nên cái điểm nhấn hơn cho phần thân vỏ của chúng ta. Về phần nấm vặn chính, chúng ta sẽ có một cái nấm vặn được thiết kế khá là lớn nè, với mặt nấm màu xanh và logo thương hiệu rất là sắc nét, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mẫu đồng hồ. Về phần bảo vệ nấm, chúng ta sẽ thấy họ trang bị cho chúng ta 2G bảo vệ chống bắn tia nước khá là cao và dày dặn nha các bạn. Đây, bảo vệ rất là kỹ phần nấm vặn luôn, được Lysine họ trang bị. Đáng tiếc là chúng ta sẽ không được trang bị nấm vặn siêu đau mà thôi. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta cũng có được hỗ trợ bởi hai cái phần nhô ra này nè. Đây, cái rì chống bắn tia nước ha, hai cái G này rất là quan trọng. Về phần lớp thì chúng ta sẽ lấy chế tác đánh phay xước, tạo nên cái nét cứng cáp mạnh mẽ hơn dành cho mỗi đồng hồ chúng ta rất là nhiều. Và đi đến phần dây đeo, các bạn có thể thấy phần dây đeo vẫn được thiết kế với dạng nam chỉ khá là truyền thống, với các mắt xích tương đối nhỏ hơn, được thiết kế nhuyễn hơn nha các bạn. Nó cho cái cảm giác đeo sẽ ôm tay hơn và ít cấn tay hơn so với các mắt lớn thông thường chúng ta thấy trên các mẫu đồng hồ nam.
Hai chỉ giữa chúng ta sẽ được chế tác đánh bóng tạo cái điểm nhấn cho phần dây đeo. Ba chỉ còn lại sẽ được đánh phay xước tạo nên cái nét mạnh mẽ nam tính hơn cho mẫu đồng hồ. Về phần khóa, chúng ta sẽ thấy đây là một khóa bướm với nút bấm cực kỳ tiện lợi ha. Tất cả đều còn mới 100% nguyên siêu, từ trong ra khóa ra ngoài luôn nha các bạn. Các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo. Trên mặt khóa thì mình thấy là họ vẫn trang bị tên thương hiệu rất là sắc nét. Đây, rất là đẹp luôn các bạn, Glycine. Về thiết kế mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy lộ máy rất quen thuộc trên các mẫu đồng hồ cơ khí rồi. Cùng với đó là những cái thông tin như mình vừa chia sẻ. Sử dụng bộ máy cơ khí, kính sapphire, vật liệu hoàn thiện là thép không gỉ nè, mã sản phẩm nè. Và chúng ta sẽ thấy bên đây khả năng kháng nước là 5 ATM, tức là 50m nha các bạn. Cùng với dãy 6 ký tự đây, 7 ký tự nha các bạn, đây là số series của sản phẩm. Thì mỗi chiếc đồng hồ đều sẽ có một cái số series này và không mẫu nào giống mẫu nào nha. Đây, tên thương hiệu Glycine, cùng với đó là mã sản phẩm luôn. Đó là những cái thông tin chúng ta có phía dưới mặt đáy. Bên trong các bạn thấy được cái phần rotor đây cũng được trang bị tên thương hiệu rất là lớn nè, cực đẹp luôn nha các bạn. Và tên bộ máy luôn, GL224 ha, cho được chữ code là 38 tiếng. Những cái chi tiết được họ chăm chút rất là tỉ mỉ. Rồi, nói về khả năng kháng nước một chút ha. Thì trong một số vấn đề trong quá trình sử dụng thì mình thấy cái vấn đề vào nước nó sẽ gặp thường xuyên nhất và chủ yếu là do lỗi người dùng. Các bạn cần chú ý kỹ là khi các bạn đã sử dụng đồng hồ và tiếp xúc với nước, tuyệt đối không sử dụng núm vặn. Chúng ta sẽ không thao tác bất kỳ điều gì trên cái phần núm vặn chính khi đã đồng hồ đã tiếp xúc với nước nha. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nó xối thẳng vào trong phần núm vặn chính này. Áp suất nước lúc đó sẽ rất là lớn đó, miếng ron cao su chịu được bên trong và nước vẫn có thể bị đẩy thẳng vào trong máy của chúng ta khi hư hỏng. Và đặc biệt hơn thì cái chi phí bảo dưỡng bảo trì cho những cái bộ máy cơ khí như thế này nó sẽ khá là cao nha. Các bạn cần phải chú ý kỹ để có thể đảm bảo được cái độ bền bỉ cho cỗ máy của chúng ta cũng như là tiết kiệm chi phí cho bản thân mình. Rồi, mình nhắc rất là kỹ trong các video rồi, mình nhắc lại một lần nữa ha. Và qua các quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính cũng như viền benzen, dây đeo tất cả đều còn được nguyên siêu. Các chi tiết rất là hoàn hảo, không hề có dấu hiệu nào trầy xước hay cấn móp gì cả. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay cũng như là một số chia sẻ của xship.vn. Nhưng mà nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Glycine nói chung cũng như là mẫu Glycine Combat Classic ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại xship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến xship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại xship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.